mối tình mà đậm sâu chắc chắn nha, thì chỉ có thời học sinh thôi. Như bánh bèo thôi. Ôi hay vậy, hay gì đó, hay vậy. Lúc đó chưa có bề đê. Cả hai nắm tay nhau và cùng nêu cảm nhận. Nhanh quá vậy, hay quá vậy, nhanh quá vậy. Trời ơi, Trình thì kỳ vậy, tự nhiên kêu anh như anh ta mà nắm tay được. Em nhìn thấy anh như thế nào? Như thương. Có điểm gì em không thích không? Là em chưa bao giờ không thích một điểm nào của người hả? Hay quá vậy là em thích anh đúng không? Hay quá vậy là em thích anh đúng không? Hành động khiến con tim bạn tan chảy là gì? Hành động khiến con tim em tan chảy là gì? Anh nói trước đi. Nói trước hả? Khiến con tim anh tan chảy là lúc chạm môi em 3 lần. 1 lần này. 2 3. Kể 3 từ miêu tả lần đầu làm chuyện ấy. Sung sướng, vui vẻ, thoải mái. Còn em? Một từ lần đầu à, lần đầu à. Đầu. Đầu. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Đầu đứng. Đầu. Đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình Love Wins, hẹn hò trong sáng. Ngay tại không gian này, hãy cảm nhận những cảm xúc đầu tiên về nhau. Mời em. Quê em đâu? Em Quảng Ngãi. Anh thì ở Sài Gòn. Em sinh năm mấy? Em 2000. Em làm nghề gì? Em 2000 thì hiện tại là em học trễ 2 năm, còn đi học. Em làm thêm thời vụ à? Làm thêm như làm b-boy. À, anh thì kinh doanh online với mỹ phẩm. À. Ngại quá. Uống đi. Uống okay. Cho xỉn xỉn. Anh nói chuyện với em anh không có ngại. Vô. Cả hai bạn di chuyển vào giữa nha. À, đây. Đi, chỗ này hả? Ôi, em cao quá vậy. Em đứng với anh coi, em với anh cao tới đâu. Đây. Cao quá. Em sinh năm 2000 là tuổi con rồng phải không ta? Tuổi thiền. Tuổi con rồng vậy. Anh là 95 hả? 95. 95 là tuổi. Anh như mẹ, em bạn Kim. Em bạn Kim. Ừ. Cái kiểu như gì thì nó hơi lạ em ha. Hơi lạ thiệt. Anh có hết con u tối vậy nè. Em hơi kinh dị tâm linh lắm. Vậy hả? Em bên pha tình huống kinh dị tâm linh. Cho nó có gì đó nó giật gân. Ờ đúng rồi, cuộc sống phải giật gân gì mới vui. Cả hai chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Em anh nói trước đi. Điểm mạnh nè. Điểm mạnh là gì ta? Chắc về tư cách đi ha. Tư cách thì mạnh nhất là chắc là một người thân thiện, dễ bắt chuyện. Là một con người tích cực. Còn điểm yếu? Điểm yếu là chắc là vì nhiều quá nhiều cảm xúc nên là dễ không điều khiển được cảm xúc của mình. Không điều tiết được cảm xúc của mình. Ừ. Đúng không? Anh theo bản thân anh á là anh thấy anh nhiễm cũng mạnh hết trơn á, ý là khi mà anh làm một cái vấn đề nào đó là anh sẽ đặt mục tiêu rất là vững. Tính cách của anh thì vui vẻ, rất là dễ chịu và rất là đặt niềm tin vào một người nào đó, chẳng hạn như là bạn bè. Nhưng mà cái điểm yếu của anh á là sợ cảm giác mà khi mà mình đặt niềm tin người ta quá nhiều á, mình bị over quá đi, bị hụt hẫng. Em cũng hiểu cái đó, vì em quá là chủ động quá. Chia sẻ về tình trường của bản thân, mối tình đáng nhớ nhất. Anh kể về mối tình gần nhất của em đi. Nói thẳng ra là chỉ có mối tình mình đậm sâu chắc chắn nha, thì chỉ có thời học sinh thôi. Như bánh bèo thôi. Ôi hay vậy, hay gì đó, hay vậy. Lúc đó chưa có bề đê. Trời ơi, là em phát hiện mình là gay là lúc bao năm, bao nhiêu tuổi? Chắc lúc 18 tuổi á. Wow. Chắc lúc đó mới những trải tâm lý mới biết mình bề đê. Ừ, 18 tuổi là quen gái luôn. 18 tuổi thì chỉ có hết. Rồi tương tư rồi quen rồi có bạn gái. Rồi có gái không? Không, cái này tới nhị không sai. Lúc học bé. Lúc ở nhỏ mà, lúc còn nhỏ thời học sinh lắm, lúc tập sáng nó chưa có làm gì luôn. Thôi. Chỉ có đúng kiểu học trò luôn, chưa làm gì cả. Hay nha. Mà tới tận 3 năm, còn giờ hai đứa chỉ là bạn bè với nhau thôi. Chỉ là từ đó tới giờ em chỉ quen một bé đó thôi chứ em không có quen ai nữa hả? Thì lúc 18 tuổi em vào Sài Gòn này đi học đi làm á, thì họ cũng có thích người này người kia nè. Ừ. Nhưng mà cũng có tìm hiểu nhưng mà chưa có được đến được cái đi đâu á. Ừ. Còn anh, cái tuổi của anh chắc quen thì chắc cũng 3-4 mối tình. Nhưng mà thật sự anh lên chương trình này á, anh cái nhất là gặp em, cái hai là anh cũng muốn nói về một phần về cái mối tình của mình á. 3 năm trước anh quen người đó thì
cũng thương lắm. Người đó cũng cao to vạm vỡ, cũng đẹp, cũng dễ thương như em vậy nè, cũng dễ thương như em vậy nè. Nhưng mà thật sự là trong cái khoảnh khắc hai người quen, anh với bạn đó quen á, thì không có hợp nhau. Và cái tánh tình của anh á, cũng vui vẻ này nọ, nhưng mà anh có hơi nóng tính một xíu. Anh có làm nó buộc ngay chương trình, anh cũng nói rồi, giờ gặp bạn đó anh cũng sẽ đổi bạn đó luôn. Và anh muốn gặp một mối quan hệ mới, sửa được cái tính đó. Mẫu người yêu lý tưởng của cả hai. Để anh kể trước nha. Kể nói trước đi. Mẫu người yêu lý tưởng của anh nha, cao cao, ốm ốm. Nhưng mà đặc biệt nha, có một cái này là không biết là em có ngại không. Anh thích một người là có tính tình là vui vẻ, cái nhất. Cái hai là phải biết chút ít, chẳng hạn như là uống rượu nè, biết đi chơi, cái những cái gì mà trải nghiệm ở ngoài cuộc sống á, phải biết chút ít. Anh muốn cái người mình quen á là phải biết này biết nọ, này nọ, để sau này á mình lỡ ví dụ gặp anh công việc của anh á thì họ sẽ đồng cảm với mình hơn. Nói chung là không cần mà cái gì cũng biết, nhưng mà anh cần người đó phải có sự trải nghiệm, chứ không phải là lì một chỗ rồi mình chỉ biết ở với cha mẹ này nọ. Rồi còn em, cái câu nói là không thích ở với cha mẹ chứ có trải nghiệm á, em cũng có thích điều đó. Một cái tình cảm là cái suy nghĩ của họ là cũng khá là trưởng thành rồi. Anh chạy gì lắm luôn rồi đó, để mình chạy chiếu luôn em, để mình chạy chiếu luôn em. Hình xanh nữa, cảm nha. Không, mình lý tưởng à, thì chỉ là một cái hình mẫu mà mình nghĩ là cái đẹp thôi. Mà em thì không có quan trọng cái đẹp là như thế nào. Chỉ quan trọng về tính cách thôi. Tính cách là một người cần đủ chuẩn vững rãi và chân thành à. Ai cũng cần quen một người chân thành là đủ. Nhưng mà cuộc sống mình đôi lúc em phải nghĩ là mình có sự và cần có sự trải nghiệm. Công việc của mình phải vững chãi, để khi mình quen một người nào đó là mình lo lắng được cho nhau, đó là nuôi dưỡng tình cảm lâu và bền. Chứ anh thích kiểu là mình over quá, mình quen mà không biết cái gì hết trơn, công việc thì cũng không làm được gì, mà cái tình cảm nó mau phai đi lắm. Tưởng tượng người bên cạnh như thế nào, đạt được bao nhiêu phần trăm mẫu người mong muốn? Thì tưởng tượng nãy giờ thì mình nói chuyện với nhau, ở gần nhau như này thì cũng đã đoán được là về vẻ ngoài như nào rồi. Còn thấy mà đúng không? Cũng có thấy mà, không phải gọi là tối quá, vẫn còn thấy được, nhưng mà không có rõ thôi. Cả hai nắm tay nhau và cùng nêu cảm nhận. Nhanh quá vậy? Hay quá vậy? Nhanh quá vậy? Trời ơi, trình thì kỳ vậy, tự nhiên kêu anh nắm em như nắm tay, mà nắm thế được. Nắm rồi nha, chương trình nha, không có rung nha. Không, cứ rung là em thừa nhận không nha. Không có rung nha. Không, cứ rung là em thừa nhận. Anh không rung, em không rung nha. Em thừa nhận em rung vì nhỏ nha, với ngoài cái vấn đề khác nha. Anh là cái ngoại hình cái gì được, khá là dễ thương, cái mà hơi cái tròn trịa, nó mập đại đi em, đừng khéo léo, cứ nó thẳng đi, anh thích mọi người nó thẳng tính. Không phải là không thích, nhưng mà em vẫn có tôn trọng về mọi cái vẻ đẹp của từng người mà. Sao nữa? Tại vì chắc vì vẫn còn mập mờ quá, đèn nó chưa có rõ ràng nên chưa biết nói như nào thôi. Anh còn anh đó thì anh cảm nhận người đối diện anh nha, rất là kiểu là cũng vẫn chảy đó, cũng men đó, ok nha. Nói chuyện cũng bản lĩnh đàn ông lắm nha, thấy cũng đẹp, dễ thương. Cái gu của anh thì gặp em thì cũng 70% nha. Nhưng mà đèn nó hơi còn mập mờ nên chưa có biết được. Nhưng mà khi mà đèn mở lên á, nhìn nhan sắc của nhau được bỡ ngỡ nha. Công việc của anh á là anh làm bên booking, bên quán bar. Rồi anh cũng đi chơi rất là nhiều nên anh cũng hơi quậy nha. Thôi. Em nhìn cái tính anh nói chuyện này em biết. Biết mà em biết. Nên anh cứ sợ là em gặp một người cái tính nhanh thì em sẽ bỡ ngỡ. Em được cái là em là tiếp thu được mọi tính cách luôn. Hay vậy. Hay là cái kiểu như là con người dễ sống, dễ ăn, dễ ở, dễ bỏ đời cũng được, sống được. Hay vậy mốt heo đòi anh tiếp thu yêu anh đi. Vậy là anh bắt về đòi anh nuôi. Ok không? Chỉ có điểm một miếu thôi nha. Sao? Là em chịu lạnh yếu lắm. Thấy giờ là hơi lạnh nữa. Hồi nãy anh tính mặc áo đen không luôn á, mà chương trình kêu anh là mặc thêm cái áo này vô cho nó đừng có lạnh. Mình giờ anh nắm tay em để anh thấy lạnh nè. Nãy giờ bước vô đây là run người rồi đấy. Gặp anh có run không? Gặp anh hả? Anh thấy run nha, tay run quá trời nè. Thi và Dương đã vừa trải qua buổi hẹn hò trong bóng tối và bước đầu đã có những ấn tượng tốt về nhau. Liệu rằng cảm xúc có tăng khi họ được nhìn thấy nhau rõ hơn? Chúng ta hãy cùng đến vòng 2 ở mức độ ánh sáng, sáng hơn nhé! Ở mức độ ánh sáng này, hai bạn hãy nắm tay và ngồi đối diện để nhìn thấy nhau rõ hơn. Oh, God, what the night?
bị cái cỏ bi gì mà dán là vậy? Tại vừa rồi mới đi làm bị vô trong kho. Thiệt không? Đi làm thì giờ xin làm đi làm tiếp này. Cảm xúc của em khi gặp anh là sao? Anh nhại quá. Chị biết dùng từ gì đi diễn tả? Anh nhại quá. Thì khá là bất ngờ trong cái môi trường bối cảnh như này. Ừ. Trời ơi, men quá gì trời. Sao quá Thế ơi. Trả lời tiếp đây bé. Chị biết dùng từ diễn tả như nào á? Khá là từ. Không, là bây giờ anh gợi ý cho em nha. Em nhìn thấy anh như thế nào? Như thương. Có bị over quá không? Có những cái điểm gì mà em không thích không? Không, em cứ nói thật lòng. Over hả? Over thì em nói với em được không? Ừ, có điểm gì em không thích không? Không thích. Ừ. Em chưa bao giờ cứ nói thẳng. Thẳng em nha, là em chưa bao giờ không thích một điểm nào của người hết. Hay quá, vậy là em thích anh đúng không? Hay quá, vậy là em thích anh đúng không? Ôi, thính là lần thứ hai rồi nha. Hay, trời ơi, giỏi hết lắm bé. Mình gọi anh á, cảm giác khi anh gặp em nha là thật sự là mới gặp lần đầu thôi. Nhưng mà theo cách nói chuyện với hai người mình trao đổi á, thì anh thấy em là người dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát, nhưng mà cũng đôi lúc có sự ngại ngùng trong đó. Ngại ngùng nhưng mà cái ngại ngùng của em nó nhìn rất là dễ thương. Hợp, dễ thương, rất là dễ thương. Mà man nữa, nhưng mà anh nhìn thấy em trưởng thành lên anh hay sao á. Còn anh kiểu như là, ồ anh vui quá rồi, anh nói chuyện hay thẳng thừng quá, sợ em thích. Không, em là người sống thẳng. Hay vậy trời. Em sống thẳng lắm. Chị tính nãy giờ là anh không có điểm gì để em chơi hết đúng không? Yeah. Ờ, phải nói thẳng nha, cho anh nói thẳng. Phải nói, phải có cái chơi, chứ em rồi. Tại vì em mà chê hay là nhận xét việc một người nha, lại phải nhìn một quá trình của họ, chứ mới nhìn một xí mình mới chưa được bằng một tiếng đồng hồ nữa mà. Tiến đến bục phía trước để lấy những vật được chuẩn bị ở trên bàn. Là rượu hay là nước? Rượu. Tiện nên nói chuyện mặt ngu với anh chưa nào. Thiệt nha, em uống cái nữa là em ngủ luôn á. Ngủ anh đỡ, ok. Trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện những thử thách được đưa ra, nếu không làm thì sẽ bị phạt uống. À, không là không phạt mà uống. Không, ý là mình phải trả lời những câu hỏi của chương trình. Nếu mình không trả lời được hoặc là mình không làm được á thì mình phải uống. Ok. Ok. Cùng ăn hết dây kẹo mà không dùng tay. Là có cần bóc lên không hay là dùng tay bóc luôn? Không dùng tay là cầm miệng á để anh bưng lên cho em. Đúng rồi, giỏi. Cầm ở đây. Ngước lên, hướng lên cao lên. Đúng rồi. Chua quá bé hả? Chua quá. Cả hai uống đi nào. Gùm nha. Có gùm không? Gùm á. Uống không? Bỏ vô. Đang uống giùm cho. Không nói sớm. Ừ, không nói sớm. Bắt nhầm dây kẹo. Dạng của tôi uống cái gì nó xỉn rồi, ai chở nó về. Chứ mất công tôi chở về nữa. Chạm môi 3 lần hoặc uống 3 ly. Chạm môi 3 lần. Kiss me. Chạm môi 3 lần hoặc uống 3 ly. Bỏ bằng này. 2 3. Hành động khiến con tim bạn tan chảy là gì? Hành động khiến con tim em tan chảy là gì? Anh nói trước đi. Nói trước hả? Khiến con tim anh tan chảy là lúc chạm môi em 3 lần. Còn em? Ủa là mình nói những hành động hiện tại bây giờ. Yes, em có thể trả lời những cái hành động mà nãy giờ mà lúc từ đầu cuối mà hai mình gặp nhau á. Cứ hoài sao quá trời. Không, chưa được rồi. Sao? Để nói chủ động đi. Tức là cái chủ động mà nắm tay. Nắm. Nữa hả? Nắm nữa. Kể 3 điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn hoặc uống 1 ly. Nhạy cảm mà, 3 điểm nhạy cảm à. Chắc là phần hông. Là hơi ngực này. Đây. Hơi nghe không? Còn 2 điểm nữa. Tai. Tai này hay tai này? Tôi hiểu nha, tôi hiểu lúc này nha. Rồi sao nữa? Hơi bị nhạy cảm, nó như ai mà tới thu thủy hay nói cứ nói thở hở đúng không? Hơi thở, hơi thở nồng ấm rồi đúng không? Hay là chế đôi tay cũng có nhạy cảm nha. Đó, tôi hiểu rồi đấy nha. Rồi cái đùi. À chỗ này. Đùi. Ừ. Anh kia nói anh hả? Cái điểm nhạy cảm của anh cái cổ hay là cái tai? Ba là cái. Kể 3 từ miêu tả lần đầu làm chuyện ấy. Ba tự nghĩ là sao ta? Là anh miêu tả cái lần đầu của anh. Sung sướng, vui vẻ, thoải mái. Còn em? Một từ lần đầu. 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 Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Đầu đứng. Đầu.
Tao nha. Đau đớn, mệt mỏi. Chịu nha. Vậy ta. Tôi vậy ta. Ờ, sung sướng. Ờ, ba từ. Ờ, hay đó, hay đó. Cũng có sung sướng. Nhìn vào mắt đối phương và làm một hành động lãng mạn. Thì nhìn vào mắt đối phương là cái ai cũng nhìn nhau mà. Nắm tay trao hoa hậu. Em nhìn anh nhìn em. Cái ai cũng nhìn cho hai mình nhìn nhau. Bớt gung. Không gung. Nhớ là anh ngại đó nha. Sao? Thì nhìn thôi chứ cứ làm. Nhìn thôi chứ cứ làm. Làm đi, làm đi. Từ từ em làm. Để nhìn ra làm sao. Ủa, biết nhìn nhau mà, anh không nhìn vậy. Anh ngại, nhìn nhau rồi. Bỏ kính xuống làm thấy gì rồi? Cái kính nó có lỗ nè, cái thấy gì đâu. Thôi, ơi. Rồi làm lẹ đi trời. Thì anh làm trước đi, em muốn chưa làm. Anh làm cái không bao ngỡ nha. Không ngại nha. Làm rồi nha. Trời chết rồi. Cảm xúc hiện tại của hai bạn như thế nào? Dạ không? Khá là bất ngờ. Lần đầu được trải nghiệm một cảm xúc như này á. Còn anh thì cảm xúc là anh thấy em kiểu là càng ngày càng dễ thương. Anh thích cái kiểu của em á. Kiểu thấy nó thật đúng không? Thật. Thích vậy đó. Một người con trai là phải thật thà, dễ tính, vui vẻ gì á. Ngựa miệng quá là su. Dễ thương em ơi, dễ thương tùy lúc. Thương có dễ không? Thương dễ đâu. Trời đó chó. Dễ thương tùy lúc mà, lạnh lùng có cái lúc. Ừ, lạnh lùng có lúc mà. Ừ. Không mà, mấy phút lạnh lùng để sao đi nha. Đôi khi hướng lên bạo lực. Trời đó, anh thích bạo lực nha. Anh thích bạo lực dữ lắm, càng bạo lực anh càng thích. Em vậy đó. Hành hạ anh đi em. Mình hơi giỡn á. Quá trình tìm hiểu tương tác trong vòng 2 đã giúp cả hai có cảm xúc về nhau hơn và cũng đã có cảm tình với nhau hơn. Vậy quyết định họ đưa ra sẽ là gì? Họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi họ ở cấp độ ánh sáng cuối cùng của vòng 3. Các bạn đang đi tới vòng cuối của buổi hẹn hò ngày hôm nay với mức độ ánh sáng rực rỡ. Kết thúc trò chơi, cả hai cùng chia sẻ về những điều sau đây. Chuyện sống thử khi yêu. Anh chia sẻ trước vấn đề này cho. Anh chờ cho đi, vậy em chưa từng. Anh đã từng sống thử khi yêu rồi. Cũng 1-2 lần. Không, 3 lần chứ. Và lần nào cũng 1 năm mấy, 2 năm trời á. Ừ, anh đã sống thử từ nhiều người. Những cái vấn đề chỉ là như một cái vấn đề anh kể nhỏ thôi. Và anh thấy cái vấn đề sống thử rất là bình thường. Mình là con trai với nhau mà. Ừ, mình ở với nhau là xảy ra chuyện hàng ngày gì đó bình thường. Miễn là cái tâm trạng của mình và tình cảm của mình nên đặt đúng chỗ, đúng không em? Thì cái mối quan hệ đó không có xa cách. Nhiều người họ chính quy quá, họ nghĩ sống thử là nó khó khăn quá. Còn đối với anh là anh nghĩ vấn đề sống thử là rất là bình thường. Còn riêng em thì sống thử nó cũng khá là, cũng không có gì là quá over quá đâu. Ừ. Sống thử ngoài cái chuyện tình cảm của hai người ra nha. Ừ. Ở được lâu dài không là còn là chứ nghĩa. Ừ. Tình và nghĩa nó gắn liền với nhau nó mới sống được lâu dài được. Yes. Còn nếu như mà tình nó chỉ có ở mất tình thôi thì chỉ có tới khi hết tình rồi còn một trong hai cũng không được cái nghĩa thì cũng sớm muộn gì cũng không có trách nhiệm gì với những trong căn nhà đó cả. Thì đó, anh đang nghe trải nghiệm của một người chưa từng sống thử hay nói chuyện với anh. Đúng là em chưa từng trải nghiệm qua chuyện sống thử khi với người mối quan hệ của mình. Nhưng mà sống thử của em là ở đây em tự tìm hiểu và em cũng hiểu được từ từ nhà và từ bạn bè. Anh thấy kiểu là em rất là thông minh á. Ừ, cái gì em cũng chưa từng đi. Nhưng mà cái kiểu khi em nghĩ là chưa từng đi. Chứ anh không biết cuộc sống của em ngoài như thế nào. Nhưng mà thấy cái suy nghĩ của em thì rất là chín chắn. Khi mình gặp nhau là cái chữ yêu là chữ đầu. Mình ở với nhau vậy lâu sẽ là chữ nghĩa. Thương. Chữ thương trước em. Thương trước. Mình lo lắng cho nhau. Thời gian lâu về bền. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cái chữ thương nó dần phai mòn đi. Ở với nhau là còn chữ nghĩa. Đúng không em? Thì cái chữ nghĩa nó quan trọng thì mình dẹp tất cả cái rào cản khi mình ở với nhau. Ừ, người đó như thế nào, với nào đi nữa. Kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đang ngồi đối diện. 3 điểm chung. À? Ừ. Chắc là hai người đều có sự tính tình hậu bác với nhau. Oh yes. Điểm thứ hai mình thấy cũng thấy chắc là hai người đều có sự linh động. Năng lượng với nhau. Yeah. Năng lượng khá là ổn nha. Khá là ổn. Nhưng mà nhậu không bằng anh nha. Nhậu có lẽ thừa nhận. Rồi sao nữa? Điểm thứ ba hả? Chắc là điểm chung thứ ba em chưa tìm ra. Điểm thứ ba là anh nhìn giữa em và anh có nhiều có sự ngại ngùng. Thì anh cảm thấy giữa em và anh á đều có điểm chung là biết yêu thương lẫn nhau. Nếu có cảm tình với đối phương hãy chủ động tiến lên phía trên, lấy một bông hồng và tỏ tình sau 30 giây. Nếu đối phương chấp nhận thì hai bạn sẽ hẹn hò với nhau. Nếu không có ai lấy hoa hồng thì cuộc hẹn hò xem như thất bại.
Anh cảm nhận kiểu là cũng vẫn chảy đó, cũng men đó. Nói chuyện cũng bản lĩnh đàn ông lắm nha. Thấy cũng đẹp, dễ thương. Khá là dễ thương, cái mà hơi cái tròn trịa. Thì anh thấy em là ăn nói cũng hoạt bát, nhưng mà cũng đôi lúc có sự ngại ngùng trong đó. Ngại ngùng nhưng mà cái ngại ngùng của em nó nhìn rất là dễ thương. Nhìn mất à? Em sao? Thì anh không biết em như thế nào. Trời ơi, thích thì nhích. Em nhích đâu? Em nhích tới phòng 2 bước á. Anh nhích 3 bước. Chúng ta dẫn lên. Thì sau chương trình này á, thì anh thấy giữa anh và em á, thì cũng có nhiều mối tương đồng với nhau. Thì anh nói, thì nói thật lòng là anh chương trình này thì anh thì cảm thấy rất là thích em. Thì anh cũng muốn tỏ tình với em. Thì sau chương trình này em có đồng ý làm người yêu của anh không? Em thì cũng khá lần đầu trải nghiệm với một cái kiểu như này, nên em thấy cũng khá là khá là rung, nên không biết phải xử lý như thế nào. Chắc em cũng nãy cũng thích rồi, thì chắc em cũng khá là ngại khi nói được cái câu mà đồng ý á. Nay cũng muốn xem nó không sợ còn... ta biết đúng không? Hồi đây em đồng ý mình sẽ hẹn hò với nhau. Hãy trao nhau nụ hôn để đánh dấu buổi hẹn hò ngày hôm nay.